Thì hôm nay mình nói chuyện nạn đói của thế giới. Tại sao hôm nay mình lại nói chuyện buồn như vậy? Là vì Kiệt có cái lệnh phải truyền tin cho quý vị, đúng không? Kênh này chủ yếu gốc cũng vẫn là truyền tin của cha. Thì sắp sửa có chiến tranh thì sẽ có đói kém, có khắp mọi nơi. Khi chiến tranh bùng phát khắp mọi nơi thì sẽ có đói. Không phải chỉ riêng nước Việt bị đói mà là nước Tàu và những nước ở Trung Đông nữa. Cho nên giờ mình nói chuyện đói. Chuyện gì? Chuyện gì? Mình theo cái đề tài này nè. Quý vị có biết á, mỗi một cái đồng hồ nó nhúc nhích á, tức là một một second á, một giây á, là có một người chết đói ở trên thế giới. Hiện giờ trên thế giới á, mỗi một khoảng gần 1 tỷ người chết đói, mà trong khi mình có 8 tỷ người thì số rất là lớn người chết đói á. 15% dân số của thế giới. Còn người mà phung phí đồ ăn đó là chiếm hết 35%. Tức nghĩa là cái người mà phung phí đồ ăn đó nhiều hơn là cái người bị chết đói. Đó thì thống kê là như vậy. Để là từ việc cho quý vị coi cái thống kê. Số điện thoại mà gọi vô chuyện là số này nè. 408-833-5399, đó là số điện thoại gọi vô. 408-833-5399. Những cái gì xảy ra của thế gian mà nó ảnh hưởng đến thời tận thế thì nó rất là nhiều thứ liên quan nhau. Năm thứ bệnh tật chiến tranh đói rách, thì hôm nay mình nói về đói thôi để cho mình dễ tập trung vô đề tài đó. Nước Việt năm 1945 có 2 triệu người chết đói. Đến năm sau khi mà đất nước thống nhất 75 thì cũng có chết đói. Thì ai ở vào cái thời tuổi của Kiệt có điều phải nhớ, ngày xưa Kiệt cũng phải đi sắp hàng đi mua gạo ăn bo bo đó, thời 75 78. Ở bên Nga, bên Ukraine năm 1960 có 3 triệu người chết đói. Mà đã còn phải bán thịt người ở ngoài đường nữa đó, bán mấy bắt mấy cóc mấy đứa nít bán ăn nữa. Ở Bengal năm 1770 có 10 triệu người chết đói. Còn ở bên Tàu ở China năm 1920 thời Mao Trạch Đông có 55 triệu người chết đói. Người ta ước tính trong đến năm khoảng 25 thế giới sẽ có khoảng 2 tỷ người chết đói. Là hiện bây giờ là quý vị thấy chưa có chiến tranh nha, chỉ có mới có Ukraine với Nga thôi, là mình đã thấy Nga cũng có Ukraine cũng đang chết đói. Bên Nga giờ cũng sặc sừ á, huống hồ chi á, tất cả mọi nơi cùng xảy ra chiến tranh cùng một lượt thì chuyện gì sẽ xảy ra cho nước Việt? Thì hôm nay một lần Kiệt nói về cái chuyện này nữa, thì Kiệt đã lên mạng cách đây một năm, nửa năm trước, thì cũng mong mọi người chuẩn bị đồ ăn rồi đó. Thì hôm nay mình nói thêm nữa để cho mọi người có cái nhìn cao, nhìn xa hơn để mà lo chuẩn bị đồ ăn, chứ không phải là mình nói để mà hù mấy vị nha. Hình như Việt Nam giờ cũng đang có người chết đói la rai mà tự mình không biết. Đó là vì khi mà một cái biến động trên thế giới của một cường quốc, của một sự vụ tai nạn máy bay hay là tàu hàng rồi mà không có ra chở vô á,
ở vô nước Việt kịp á, trong vòng mấy ngày mình có thể chết rất là nhiều người. Thì trong lịch sử nước Việt đã hai lần, một lần 1945 và 75, 78. Để kịp đọc lịch sử nước Việt nha. Thế chiến thứ hai tuy chính thức mở màn từ tháng 9 năm 1939 giữa hai phe trục Đức Ý và đồng minh Anh, Pháp, Hà Lan. Nhưng với ngày 10 tháng 5 năm 1940, Hitler mới khai hỏa cuộc chiến tại Âu Châu. Ngày 14 tháng 6 năm 1940, chính phủ Pháp của nội các Renault di tản chiến thuật xuống tận Border, rồi tan vỡ. Kinh đô Paris bị bỏ ngỏ, quân phát xít Đức vào tiếp thu. Và ngày 17 tháng 6 năm 1940, tướng Pétain lãnh đạo lâm thời nước Pháp. Lúc đó ký ức bắt đầu hàng Đức. Biến cố trên đã là một bước ngoặt quan trọng nhất trong dòng lịch sử cận đại của Việt Nam. Vì đó, nó đã mở đường để cho quân phiệt Nhật vào Đông Dương năm 1940 và năm 1945, gây nên thảm kịch 2 triệu người Việt Nam bị chết đói năm Ất Dậu năm 1945. Cộng sản đệ tam quốc tế do Hồ Chí Minh đứng đầu đã núp trong mặt trận Việt Minh, lợi dụng nạn đói trên cùng những biến chuyển lịch sử trong thế giới hai làm sụp đổ chính phủ Trần Trọng Kim và cướp được chính quyền lúc đó. Đang bị bỏ ngỏ trong những bí ẩn của lịch sử chưa được khai quật trong nắm mộ thời gian, nên chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi thấy nhiệt cộng từ đó đến nay vẫn tỉnh bơ trước biến cố dân chết đói năm Ất Dậu 1945. Đã thế, các sử gia đó còn to mồm một mực chỉ đổ thừa cho Pháp Nhật là nguyên nhân gây nên thảm kịch, nhưng giấy làm sao gói được lửa và thúng cũng chẳng úp dấu được vòi bao lâu. Nên ngày nay chẳng những người Việt mà cả thế giới đều biết chính bọn cộng sản quốc tế trong mặt trận Việt Minh lúc đó cũng là những đồng phạm giấu mặt, cũng cùng với Pháp Nhật gây nên thảm án thiên cổ kinh hoàng nhất trong dòng lịch sử của Hồng Lạc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam sụp đổ hoàn toàn vì thù trong giặc ngoài, khiến cho cả nước phải sống trong những vũng bùn ô uế của xã Nghĩa Thiên Đàng. Từ đó đến nay, cũng từ đó thảm kịch đói cơm ăn áo mặc và không khí tự do thở hít đã thường được hà, làm cho người dân miền Nam trơ xương mắt trắng khi bỏ buộc chấp nhận cái ưu việt của nền kinh tế quốc dân, lấy hộ khẩu và sổ tem phiếu làm cơ bản và đảng mang từ Hà Nội vào. Nói là để thay thế kinh tế tư bản của Việt Nam Cộng Hòa chỉ có mốc bóc lột xấu xa và phồn vinh giả tạo, vì lệ thuộc vào Mỹ Nhật, cũng vì quá sợ sự giàu mạnh bình đẳng và tự chủ của chủ nghĩa cộng sản, nên người Việt cả nước trong số này có rất nhiều thành phần từ đâm sau lưng người lính trận miền Nam đã cùng cây cột đèn liều chết vượt biển vượt biên đi tìm tự do trong cái chết, phong trào bỏ quê làng đất mẹ ra đi, trốn tránh sự kèm kẹp mang rợ của tờ báo này viết hơi nặng nói. Có một không hai trong lịch sử nhân loại, và Hồng Lạc đã đánh thức lương tâm mù lòa của thế giới cũng như một số khoa bảng trí thức học cho nhiều mà tim ốc thì ồ kẹt cạn cạn, nghĩ suy nông cạn. Tuy
bộ hồ đồ trước chiến cuộc Đông Dương lần thứ 3 năm 1545-1575 do đệ tam quốc tế Nga Tàu khởi xướng. Năm 1545, Nhật, Pháp và Việt Minh gây nên thảm nạn 2 triệu người chết đói từ Quảng Trị ra tới miền Bắc Việt Nam. Tháng 4 năm 1575, Cộng sản đệ tam quốc tế Hà Nội lại gây nên cơn hồng thủy Biển Đông mà mở màn những ngày di tản tại Huế, Đà Nẵng vào đầu tháng 4 năm 1775. Khi quân đoàn 1 mất và kéo dài tới nay vẫn chưa chấm dứt nổi oan khiên trầm thống của một dân tộc luôn bị khổ đau hờn giận và sự bán đứng của bọn cầm quyền mọi thời. Cái giá tự do mà người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới ngày nay đã có là đã phải trả cho Việt Cộng bằng vàng, tiền, nước mắt, máu xương, bản thân gia đình cùng với những sự hải hùng trên Biển Đông. Khi đối diện với sóng gió và nạn hải tặc tàn bạo dã man Thái Lan năm 1945, những người Việt Nam chết đói chỉ mới có ăn cỏ cây xác động vật. Nhưng sau năm 1945, những người Việt tị nạn Việt Nam trên Biển Đông chết đói và phải ăn thịt người thân của mình 30 năm qua rồi, nay vẫn cũng đã đến lúc phải lột trần lịch sử để trả lại sự oan khiên cho triệu triệu hồn ma uổng tử đang sống vất vả trên vạn nẻo đường đất nước và trong lòng biển xanh mênh mông. Tất cả đều do Việt Cộng gây ra từ năm 1930 cho tới bây giờ. Những tội lỗi trong muôn ngàn tội lỗi không bao dung thứ được. Hưng thịnh và tồn vong của một triều đại ngoài việc để cho nhân thế về sau viết nhớ phê phán khen chê, nhưng tội ác đối với dân tộc như chế độ phi nhân Việt Cộng chẳng những bị lịch sử bôi đen và còn mãi mãi nằm trong bia miệng đang nghiến muôn đời. Thằng khùng thì cũng vượt biên, còn thằng ở lại nửa điên nửa khùng. Bác Hồ chết giữa ngày trùng để toàn dân tộc nửa khùng nửa điên. Tự nhiên có bài thơ ngộ ha. Thằng khùng thì đã vượt biên, khùng vượt biên, còn thằng ở lại nửa điên nửa khùng. Bác Hồ chết giữa ngày trùng để toàn dân tộc nửa khùng nửa điên. Đó, câu thơ của cái tờ báo, cái này đọc ở một tờ báo rất là lâu rồi. Nạn đói năm 1945 năm Ất Dậu, sau khi Minh Trị Thiên Hoàng canh tân đất nước, Nhật đã trở thành một cường quốc châu Á, đánh bại Mãn Thanh lẫn Nga Hoàng và nuôi mộng làm bá chủ đế quốc Đại Á. Từ đó Nhật bành trướng thế lực quân sự không ngừng thập niên 20-30, Nhật chiếm Cao Ly, Mãn Châu và bán đảo Liêu Đông. Tháng 7 năm 1937, Nhật gây chiến với Trung Hoa và gần như chiếm trọn nước Tàu, đuổi Tưởng Giới Thạch và chính phủ Trung Hoa kháng chiến chạy tới Trùng Khánh và bắt đầu dòm ngó Đông Dương. Tháng 2 năm 1939, Nhật chiếm đảo Hải Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, khiến Pháp phải cử tướng Trọt Couture làm toàn quyền Đông Dương để lo phòng thủ và chống đỡ, cùng lúc cường đề cũng từ Đông Kinh về Thượng Hải thành lập Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội, trong đó có Nguyễn Hải Thần, Hồ Học Lâm, Trần Trọng Khắc chuẩn bị trở về Việt Nam lật đổ thực dân Pháp. Ngày 19 tháng 6 năm 1940, Bộ Ngoại giao Nhật gửi tối hậu thư đòi toàn quyền Đông Dương phải chấm dứt tiếp tới cho chính phủ kháng chiến Trung Hoa ở Hoa Nam, đồng thời cho quân Nhật vào đóng tại Bắc Việt. Ngày 17 tháng 7 năm 1940, Decore thay Castro làm toàn quyền qua thái độ phách lối trong lúc đã yếu thế, tạo thêm cớ để Nhật tiến vào Việt Nam miên Lào, nhất là lúc phe quân phiện của tướng Thô John Hay đi kỳ đài nắm quyền.
ngày 1 tháng 8 năm 1940, nhà công khai thiết lập khối thịnh vượng chung Đại Đông Á, bao gồm Đông Dương thuộc Pháp và Đông Ấn, Indonesia thuộc Hòa Lan. Tóm lại, chỉ vì quyền lợi và thực dân Pháp đã nuốt mặt ký với Nhật một hiệp ước ngày 30 tháng 8 năm 1940. Theo đó, Nhật cho Pháp làm chủ Đông Dương và ngược lại, Pháp hợp tác với Nhật để chia sẻ những quyền lợi trên, đồng thời để quân Nhật đóng tại Bắc Việt, cũng như được di chuyển khắp lãnh thổ Đông Dương. Từ đó, Nhật gia nhập liên minh quân sự với Đức, Ý, đưa quân đoàn diễn chinh Đông Dương, Indonesia, Hakkagan do thiếu tướng Nishimu Takuma làm tư lệnh. Từ đó, vào đóng khắp Việt Miên Lào nói chung suốt thời gian 540 năm tháng 9 năm 1945 trên danh nghĩa Nhật, vẫn để cho Pháp coi về hành chánh an ninh mà thôi. Còn tất cả tự thao túng một mình một chợ, gây nên nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu năm 1945, khiến 2 triệu đồng bào phải chết tức tưởi trong quan khiên khổ nhục. Ngày nay, qua các tài liệu lịch sử được giải mật cho thấy nạn đói năm Ất Dậu năm 1945 do nhiều nguyên nhân gây ra, từ Pháp, Nhật, chiến tranh thiên tai và bàn tay đẫm máu của Việt Minh. Qua dòng lịch sử, ta biết dân tộc Việt Nam từ thời lập nước dân lan vua Hùng đầu tiên tới nay, do lấy nông nghiệp làm căn bản nên không bao giờ bị chết đói. Nếu như đất nước không bị chiến tranh hay thiên tai bất thường, đói là nguyên nhân gây chiến tranh và làm sụp đổ nhiều triều đại trên thế giới, nhất là nước Tàu trong dòng lịch sử thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh dùng đất Bắc và Nam Bố Chánh từ Thanh Nghệ vào tới Thuận Quảng luôn là bãi chiến trường, khiến cho dân chúng phải hứng chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, vùng này lại là trung tâm bão tố thiên tai của Việt Nam nên luôn luôn bị mất mùa đói kém từ năm 1774 đến năm 1778 ở Nghệ An mất mùa, khiến nhiều người phải chết đói. Trong lúc đó tại Thượng Hóa, tình hình vẫn không khá gì hơn. Vì thiên tai nên không đủ gạo, vả lại dù có gạo nhưng giá bán quá đắt, nhỏ một chén tới một quan, nên dân chúng chết đói nằm la liệt ngoài đường. Thời nhà Nguyễn 1802 đến 1945 cũng nhiều lần bị đói vì cảnh loạn lạc chiến tranh, và nhất là bị thiên tai hạn hán nạn châu chấu phá hại mùa màng. Nhưng hầu hết chỉ có tính cách địa phương và được triều đình giải quyết khắc phục được chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng tất cả các lần đói trên, dù có căn cứ vào việc sử hay tài liệu của các nhà truyền giáo Pháp như La Brate, thì chỉ là muối đem bỏ biển. Trước mức độ thiệt hại trên 2 triệu người bị chết đói từ Quảng Trị ra miền Bắc vào năm Ất Dậu 1945, năm 1942, nhà văn tiền chiến nổi tiếng Tô Hoài đã viết quê người. Qua tác phẩm này, ta đã thấy được sự báo trước tai họa đói kém của miền quê Bắc Việt. Thường cùng sống chung một nghề, để rồi cả làng tổng cùng chịu những tai biến. Như sau khi bị hoạn nạn do hàng ế ẩm, mọi người phải nghỉ và đổ xô đi làm thuê, còn đồng lúa thì mất mùa, khiến gạo càng thêm kém. Rồi thì nạn đói ập đến thật khủng khiếp, trong cảnh ngàn ngàn vạn vạn người khắp các nẻo đường đất nước Bắc vào tận Quảng Trị, đồng bào bị thực dân Pháp lẫn quân phiện Nhật bóc lột tận xương tủy. Khi quy vào đất ruộng mà thu thóc, không cần biết có làm ruộng hay không, bởi vậy cả miền Trung châu
Sông Hồng vốn là cái dựa lúa toàn miền, cũng phải lâm vào cả cái cảnh không còn gạo để mà nấu túng quẫn. Mọi người phải ăn gia súc, ăn sắn, cây cỏ, chuột mèo và những gì có thể ăn được. Sau đó cả làng bỏ nhà cùng đi lần ra tỉnh thành để Hà Nội để xin ăn và cùng chết gục dần mòn trên đường hành khách. Đó là một trong những trang dân quốc sử thời Pháp thuộc và lúc chúng sang cai trị cho tới khi bị đánh đuổi nhục nhã phải rời Việt Nam trở về cố quốc. Trong gần trăm năm cưỡng chiếm nước ta, thực dân ngoài việc bóc lột và đàn áp đồng bào mình, chúng còn dùng rượu thuốc phiện, bài bạc và văn chương thi phú lãng mạn để ru ngủ đầu độc mọi tầng lớp thanh niên nam nữ trụy lạc dân bản để không còn chống đối giặc thù cướp nước. Theo tài liệu của toàn quyền Đông Dương Decor ghi trong là La Barre di Indochine, thì chỉ riêng thời gian từ tháng 10 năm 1940 tới tháng 3 năm 1945, thực dân Pháp đã cướp của Việt Nam số bạc lên tới 723 triệu đồng Đông Dương để dân nạp cho Nhật Bổn, đánh đổi chủ quyền về hành chánh an ninh tại Việt Nam miên Lào. Từ năm 1943 năm 1945, tuân theo lệnh Đông Kinh, Pháp bắt nông dân phải nộp 3/4 hay nhiều hơn số thóc đã thu hoạch được hay nhiều hơn với số lượng đã gặt tại ruộng. Sự bóc lột tàn nhẫn quá đáng này là nguyên nhân chính để gây ra nạn đói năm Ất Dậu 1945. Trên bờ thanh nghị số 110 ngày 26 tháng 5 năm 1945, Vũ Đình Hòa đã viết bài giá thóc phải nộp cho nhà nước, cho thấy Pháp lẫn Nhật đã tận tuyệt dơ dác bóc lột nông dân Việt Nam lúc đó để lập các kho dự trữ phòng bị chiến tranh khắp cả nước từ Bắc vào Nam. Điều vô lý bất nhân của thảm kịch là Pháp Nhật đã quân phân số lương thu mua thóc với tất cả mọi người trong lúc đó. Theo nguyên tắc chính quyền bảo hộ chỉ nên thu mua gạo lúa của các đại điền chủ có ruộng đất cò bái hẳn cánh gạo thóc núi bồ chờ một năm, trong khi đợi các chủ chành gạo ba tàu chợ lớn tới trở về Sài Gòn và các tỉnh thị đầu cơ tích trữ bán lại cho dân nghèo bằng cái giá cắt cổ theo quy định của bọn thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đang làm trùm tại Đông Dương lúc đó. Theo các nguồn sử liệu còn lưu trữ thì thực dân Pháp lúc đó chỉ cần thu mua lúa gạo từ các điền chủ có số ruộng trên 103 trên 13 mẫu trên 13 mẫu cũng dư sức lập kho dự trữ lúa gạo theo ý chúng là 120.000 tấn mà không cần phải dơ dác thu mua gạo thóc của các tiểu điền chủ. Nông dân nghèo cuối cùng Pháp và Nhật qua mưu đồ chính trị riêng đã công khai đồng lõa với bọn nhà giàu khi miễn trừ đem luật rừng phạt gian thương của luật pháp hiện hành để bắt đại điền chủ bán gạo cho cả nước. Khi cần thiết, một điều quan trọng khác là Pháp Nhật khi thu mua gạo lúc đó đã không theo giá thị trường mà lại áp dụng một thứ giá đặc biệt rất thấp, khiến cho đại đa số đồng bào Việt Nam với 90% sống bằng nghề làm ruộng tức khắc bị thương tổn vì thu hoạch không đủ bù vào tiền vốn cày cấy nên phải dơ dét hết gạo thóc để dành trong mùa sau đem bán lấy tiền trả nợ hoặc sống qua ngày. Về lý thuyết thì giá gạo trên thị trường năm 1943 đối với năm 1940 có tăng từ 10 cho tới 50 đồng, 14 cho tới 50 đồng một tạ. Nhưng trong lúc đó, Nhật giá cũng đã tăng lên đến 300% nên giá thóc phải được ấn định.
là 30 đồng một tạ, 35 đồng một tạ, còn gạo 75 đồng một tạ mới hợp lý theo sinh hoạt giá năm 1945 đã tăng gấp 3 lần năm 1940, cũng liên quan đến bi kịch chết đói năm 1945. Một Pháp Kiều ở Việt Nam đã viết tố cáo sự kiện thực dân Pháp gây nên trận đói năm 1000, trận đói năm Ất Dậu làm chết 2 triệu người từ Quảng Trị ra Bắc, chỉ nhằm hai mục đích chính. Như thống sứ Bắc Kỳ lúc đó là Chauvy đã tự nhận bắt dân Việt Nam chết đói để nhận chìm phong trào cả nước đang nổi lên khắp nơi chống sự đô hộ của giặc Pháp. Lúc đó bản quốc tại Âu Châu cũng đang sống ô nhục dưới gót giày sắt của phát xít Đức, gây nạn đói khi cho phép các công ty Pháp Nhật Mississippi Smith độc quyền thu mua bóc lột gạo thóc với giá rẻ mạt, khiến cho dân chúng lâm vào đường cùng. Từ đó mới có nhiều người đi làm phu đồn điền cao su và hầm mỏ cho thực dân tại thuộc địa ở đảo gần Úc Châu. Một tác giả Nhật tên Zuiza trong tác phẩm Chiến tranh châu Á trong tiềm thức của chúng ta đã xác nhận là sự hiện diện của 80.000 quân Thiên Hoàng và hơn 200.000 Nhật Kiều từ năm 1940-45 đã làm cho đất nước Việt Nam hỗn loạn cùng cực. Khi Nhật lấy Đông Dương làm vị trí then chốt trong việc cung cấp lương thực chẳng những cho quân Nhật đang chiến đấu tại đây mà còn cho cả Châu và Thái Bình Dương. Đây mới chính là nguyên nhân gây chết đói năm 1945, vì muốn duy trì quyền lợi tại Đông Dương. Trong lúc yếu thế, thực dân Pháp qua toàn quyền đi khoa bất chấp thủ đoạn và lương tâm con người đã bán đứng dân tộc cũng như đất nước Việt Nam cho quân phiện Nhật qua các hiệp ước bất bình đẳng, chỉ làm tổn hại cho Việt Nam mà lợi cho cả Pháp và Nhật. Lúc đó quan trọng nhất là sự Pháp càng lúc càng xuất cảng sang Nhật thêm nhiều lúa gạo thực phẩm dành nuôi sống người trong nước, để thực hiện cái kế hoạch lưu manh trên. Từ tháng 12 năm 1942 thì coi cho thành lập quỹ ban ngũ cốc độc quyền cấp giấy phép cũng như mua bán các loại nhu yếu phẩm này. Ngoài ra Pháp còn ra lệnh cho nông dân cả nước phải dành một số đồng ruộng trồng trọt, giải dây gai thầu dầu theo đòi hỏi của Nhật. Sự kiện trên đã làm cho đất đai miền Bắc trung phần vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp hơn, đã khiến cho nông dân bình thường vốn chỉ đủ gạo để mà ăn nếu không bị thiên tai mất mùa, nay bị đói là điều không sao tránh được. Rồi giữa lúc nạn đói đã bắt đầu, dân chúng nông thôn phải ăn độn khoai sắn vì Pháp ra lệnh dân chúng phải bán hết số thóc gạo dự trữ của mình để chúng lập cho quân lương tại Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ từ tháng 3 năm 1944 năm 1945. Song song, quân Nhật cũng lập kho dự trữ gạo dành cho quân đoàn 38 trong lúc đó tại Bắc Việt và dùng Thanh Nghệ, tỉnh Bình từ năm 1936 năm 1945. Không năm nào là không có bão tố lụt lội khiến cho mùa màng bị hư hại vì ngập nước, làm cho nhiều gia đình quá nghèo không đủ tiền mua gạo, giá chợ đen phải dính dắt díu nhau ra tỉnh thành xin ăn, dắt díu nhau ra tỉnh thành xin ăn. Ngày rồi chiến tranh cùng lúc càng ác liệt, sau khi Hoa Kỳ trực tiếp tham dự vào chiến tranh thứ hai đối đầu với Nhật ở châu Á tại Đông Dương, từng giờ tàu ngầm, tàu chiến, máy bay đồng minh không ngớt oanh tạc tấn công các đơn vị Nhật
chấn động tại Việt Nam khiến cho mọi phương tiện chuyên chở giao thông từ Nam ra Bắc đều bị bế tắc. Tình trạng khiến cho gạo trong Nam chất đóng như núi tại bến cảng nhà kho, trong khi ngoài Bắc không có một hộp, làm cho nhiều người lâm cảnh đói. Ngoài rất hay gì tận dụng số phương tiện còn lại thật ít ỏi để chở gạo ra Bắc cứu dân. Đối với Pháp và Nhật cũng cùng chiếm lĩnh các phương tiện này. Trong lúc đó xe lửa chở chuyển quân đội, quân trang dụng mà thôi. Chính phủ Trần Trọng Kim cứu đói và Việt Minh lợi dụng nạn đói để cướp chính quyền. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân phiện Nhật chính thức xóa sổ. Chính thức xóa sổ sự cầm quyền của thực dân Pháp tại bán đảo Đông Dương, kéo dài hơn 80 năm thống trị và đô hộ các quốc gia Việt Miên Lào. Biến cố lịch sử trọng đại này lại ngẫu nhiên trùng hợp với nạn đói năm Ất Dậu năm 1945 tại miền Bắc, Bắc Trung Kỳ, càng tô thêm sự bi thảm của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ cận sử. Nhưng đây cũng chính là thời cơ để cho mặt trận Việt Minh, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Đông Dương do Hồ Chí Minh cầm đầu từ năm 1941, lợi dụng tình trạng đói kém của đồng bào để mà tuyên truyền lôi kéo mọi người vào đảng. Đồng bào hãy dùng dậy quyết tâm theo Bác Hồ, nông dân sẽ có đất, người nghèo sẽ có ăn, gạo lúa sẽ đầy sân, đã đảo địa chủ, đã đảo cường hào ác bá. Nương theo thời cơ và sự giúp đỡ của Mỹ do nhu cầu tình báo lúc đó, Việt Minh đã trương bản hiệu chống phát xít Nhật và thực dân Pháp theo các tài liệu mật được giải mã. Thì chính sự giúp đỡ của đại sứ Ojemide Pitti, một nhân viên OSS tiền thân của CIA, qua vũ khí, đạn dược, thuốc men cũng như sự công nhận của Mỹ, làm cho Việt Minh chẳng những không bị Nhật tiêu diệt mà còn có cơ hội cướp được chính quyền vào mùa thu tháng 8 năm 1945. Trong lúc cả Hoa Kỳ lẫn Fascist đều biết Hồ Chí Minh là một điệp viên ngoại hạng đệ tam cộng sản quốc tế, làm việc cho Điện Cẩm Linh, Liên Xô và Trung Cộng. Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật lật đổ thực dân Pháp, thì phong trào quốc gia ngày một sôi động và dâng cao khắp nước, khiến cho người Nhật lúc đó phải ủng hộ vai trò cầm quyền của vua Bảo Đại. Để đối kháng với mặt trận Việt Minh, được người Mỹ giúp đỡ trong vai trò chống Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 1945, hoàng đế tuyên cáo nước Việt độc lập dù chỉ liên quan tới Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đồng thời với sự ra đời của chính phủ Trần Trọng Kim ngày 17 tháng 4 năm 1945, ngày 25 tháng 8 năm 1945, tuy chính phủ này chỉ hiện diện trên chính trường Việt Nam một thời gian ngắn ngủi, mà trong quá khứ đã không mà ngớt bị cộng sản xuyên tạc bôi bác là cải cách giấy. Nhưng nay qua sự soi sáng của lịch sử, ta mới biết được Thủ tướng Kim và nội các chính phủ đã làm được rất nhiều chuyện có lợi ích cho quốc dân Việt Nam, đồng thời đã phản ánh được quan điểm chung của tầng lớp thương lưu trí thức. Đương thời ngày 4 tháng 5 năm 1945, chính phủ quyết định lấy lại quốc hiệu Việt Nam để chỉ sự dạng toàn lãnh thổ ba miền Bắc Trung Nam như năm 801 khi vua Gia Long thống nhất được đất nước Việt. Làm ý nghĩa này tức khắc được quốc dân cũng như cả thế giới chấp nhận. Cũng từ đó nhân loại dùng danh từ Vietnamese để chỉ người Việt Nam, là loại bỏ các danh xưng của Pháp. Trước tháng 3 năm 1945, với cái ác ý phân chia đất nước, chúng ta
thành ba miền riêng biệt để cai trị. Ngày 2 tháng 6 năm 1945, chính phủ đã chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ theo hình Wally làm quốc kỳ mới của quốc gia Việt Nam. Đồng thời vào ngày 30 tháng 6 năm 1945 lại chọn đăng đàn cung làm quốc thiều giữa lúc đất nước hỗn loạn vì chiến tranh cộng thêm nạn đói hoành hành, và trên hết là sự chống phá của phe nhóm thực dân Pháp theo De Gaulle, và Việt Minh được Mỹ yểm trợ trong khi chính phủ Trần Trọng Kim không có quân đội và phương tiện để thực thi những quốc sách. Tuy nhiên, nhờ uy tín của tài năng từ vị thủ tướng cũng như nhiều bộ trưởng trong nội các, nên vào tháng 7 năm 1945, Nhật trên nguyên tắc đồng ý trao trả Việt Nam lại, trao trả Nam Việt lại Việt Nam. Đối với nạn đói 5.000 năm mất dạo năm 1945, tuy phương tiện và nhân lực rất hạn chế, chính phủ Kim cũng đã dồn hết nỗ lực để cứu giúp đồng bào trong cơn hoạn nạn. Một mặt, ông yêu cầu Nhật bỏ lệ thu mua gạo tại miền Trung, đồng thời miền Bắc chỉ thu mua gạo cho ai có trên 3 mẫu ruộng. Bộ trưởng tiếp tế là Nguyễn Hữu Thí cũng được cử vào Sài Gòn lo việc chuyên chở gạo miền Nam ra Bắc cứu đói bằng các chuyến thuyền buồm và ghe bầu. Ngoài ra còn cho phép các tư nhân được tự do toàn quyền mua bán gạo, nhưng nghiêm trị những gian thương đầu cơ tích trữ lúa gạo bằng hình luật tử hình và tịch thu tài sản. Chính phủ cũng cho tập trung tất cả những nạn nhân vụ đói còn sót lại cũng như thành phần vô gia cư vào các trung tâm cứu trợ đặc biệt để chăm sóc họ. Báo chí trong nước đều tham gia kêu gọi cứu trợ. Nhờ vậy, cuối tháng 3 năm 1945, miền Bắc đã thành lập được Tổng hội Cứu tế do Nguyễn Nhân Tố cầm đầu. Và tới cuối tháng 5 năm 1945 đã nguyên góp được 7.783.403 đồng tiền Đông Dương ở Nam Kỳ qua lời kêu gọi của chính phủ Kim. Chỉ trong tháng 5 năm 1945 đã nguyên góp được 1.677.886 đồng cùng 1.592 tạ gạo mà tiền mua và chuyên chở ra Bắc, tốn hết 481.403 đồng. Tuy hầu hết các ghe bầu chạy buồm bị Nhật chưng dụng và hải cảng Hải Phòng bị Hoa Kỳ phong tỏa và oanh tạc, nhưng cuối cùng việc chuyển gạo từ Nam ra Bắc cứu đói của chính phủ Trần Trọng Kim cũng đạt được hiệu quả, giảm bớt phần nào thảm trạng đau khổ nạn của nạn nhân, đồng thời tạo cơ hội cho đồng bào cả nước, nhất là giới trẻ và trí thức đoàn kết nhau trong các sinh hoạt xã hội. Nhưng hỡi ơi, lòng tham của con người thật là tàn nhẫn. Trong lúc chính phủ manh ruột xẻ gan để cứu trợ hơn 2 triệu người bị chết đói bỏ xác phơi thay khắp các nẻo đường, thì Việt Minh bằng mọi cách phá hoại các công tác nhân đạo cứu trợ đồng bào. Một mặt thì cho du kích chặn đường cướp gạo cứu tế từ trong Nam ra, nơi đường biển lẫn đường bộ, nhưng quan trọng nhất là Việt Minh không ngớt xúi giục đồng bào đánh phá cướp giật các kho dựa lúa, dựa gạo của chính phủ dành tiếp tế cứu đói. Ngoài ra, Việt Minh còn cho người ám sát hay tuyên truyền bôi nhọ những nhân vật cầm đầu từ hội từ thiện, nhưng tàn ác vô nhân đạo nhất vẫn là cung cấp tin tình báo cho Hoa Kỳ về ngày giờ các chuyến xe lửa hay ghe bầu chở gạo trong Nam ra Bắc cứu đói. Nhờ vậy, người Mỹ đã đạt được chiến thắng vinh quang khi oanh tạc trúng phốc những chuyến tàu thuyền chở gạo cứu đói, làm cho miền Bắc phải lâm vào thảm kịch chết đói 5.000 năm Ất Dậu.
có một không hai trong lịch sử. Tóm lại, nhờ sự tận tâm vô bờ bến của chính phủ, đồng thời do trời Phật thương xót nên trong vụ lúa tháng 5 năm 1945 miền Bắc được mùa nên đã giải quyết phần nào nạn đói và chấm dứt hẳn khi các tàu chở gạo trong Nam cấp được đến các bến trên đất Bắc. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, chính quyền Nhật tại Đông Dương coi như bị sụp đổ khi Mỹ dội hai trái bom nguyên tử trên đất Nhật, kéo theo sự tan dở của người quốc gia. Trong lúc đó, Việt Minh từ bưng tiến về, thành qua sự yểm trợ hùng hậu của người Mỹ nên đã thừa lúc dâu đổ bìm leo cướp được chính quyền lúc đó đang lăn lóc bên vệ đường trong cơn hỗn loạn chính trị. Tóm lại, trong nạn đói năm Ất Dậu 1945 làm chết đói hơn 2 triệu người do Pháp, Nhật gây nên. Ngoài ra, có mặt trận Việt Minh cũng thừa nước đục thả câu, lợi dụng nạn đói cướp giật thực phẩm tiếp tế dành cho đồng bào để tuyên truyền chống Pháp, Nhật theo nhu cầu của người Mỹ lúc đó, khiến cho người dân chết đói càng thêm bi thảm tận tuyệt. Chiến tranh thứ hai chấm dứt, bao nhiêu thảm kịch của nhân loại lần lượt phơi bày ra ánh sáng công lý, như thảm kịch 2 triệu người Việt Nam bị chết đói năm Ất Dậu 1945 vẫn chưa thấy Pháp, Nhật hay Việt Cộng nhắc tới. Thời Việt Nam Cộng Hòa, người Nhật bồi thường chiến tranh 39 triệu USD, đồng thời cho chính phủ vay tiền xây dựng lại hệ thống thủy điện Đa Nhiêm, nên vụ chết đói năm 1945 coi như được xóa sổ. Sau năm 1975, Việt Cộng cưỡng đoạt và chùm cả nước sống nhờ tiền Nhật đầu tư, cũng như giúp tiền xây dựng cầu sông Hậu tại Cần Thơ, thực hiện từ năm 2001. Nói Việt Cộng cũng căm hận, ngậm miệng ăn tiền, như lịch sử vẫn là lịch sử. Nếu người Trung Hoa và người Liên chỉ gì một số đàn bà con gái bị Nhật bắt làm trợ lý mà không ngớt đòi bồi thường hay hạ nhục nước Nhật nên công luận quốc tế, thì người Việt Nam sớm muộn cũng sẽ bắt Pháp, Nhật kẻ đồng phạm mang mặt nạ là Việt Minh phải công khai nhận trách nhiệm giết người trước lương tâm nhân loại. Thế là mà cái bài nó dài quá, đọc chắc cũng hơi khó hết, nhưng mà đã lỡ đọc rồi cho mình take break time một chút đọc tiếp. Nước này đọc lại mấy cái tài liệu cũ nha quý vị, trời mới này có 1.000 người. Đang đọc thêm 50 phút nữa cho nó hết câu chuyện, tại vì nhiều người không có hiểu, mấy đứa nhỏ tuổi không có hiểu. Năm 1975, Lê Dũng đã lên giáo tuyên bố rằng từ nay người Việt sẽ đi trên thảm vàng, đồng thời đuổi kịp rồi qua mặt Nhật Bản trong vòng 15 năm tới. Trên thực tế, ai cũng biết trước năm 1975, xin lỗi, Bắc Việt chỉ có hai công trình vĩ đại nhất là Lăng Hồ Chí Minh tại Ba Đình Hà Nội và khách sạn quốc tế trên bờ hồ Tây do Fidel Castro của Cuba xây tặng. Trong lúc đó, tại Việt Nam Cộng Hòa đó đâu cũng có những cơ sở kỹ nghệ nặng và nhẹ đều được trang bị máy móc mới và tối tân, nhất là các ngành dệt, điện lắp ráp và các loại hàng sản xuất
Tư hụ, cái việc cộng giàu đã tận tình dơ dát máy móc đem về bắt. Bắt nhiều nhiều nhà máy ngưng hoạt động hay biến thành quốc danh, hữu danh, vô thực. Song song với kế hoạch trả thù và tận diệt các tầng lớp trên, Việt Nam còn bài thêm quốc sách kinh tế mới vào cuối năm 1975 để đuổi hết số gia đình có liên hệ tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đang sống tại Sài Gòn và các tỉnh thành đi lao động canh tác tại rừng sâu, núi cao, ma thiên nước độc. Kế hoạch thâm độc này vừa tống khứ được những thành phần còn lại mà Việt Nam đã xếp loại nguy hiểm sau khi chồng con thân nhân của họ đã bị đảng gạt vào tù. Ngoài ra, có như vậy Việt Nam mới chiếm được cả cửa nhà ruộng vườn và các tiện nghi của miền Nam để phân phối cho cán bộ miền Bắc. Lúc đó chỉ có súng đạn tăng pháo mới lý thuyết được Mác Lê Mao Hồ mà thôi. Ai đã từng là tù nhân của Việt Nam, dù có ở trong Nam hay được đưa ra ngoài Bắc, dù bị nhốt lâu hay mau, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên nổi những đau đớn về vật chất và nhất là sự tủi nhục tinh thần khi bị bọn Việt Nam, chữ Việt Cộng mà mình không dám đọc, em đọc Việt Nam cho nó tế nhị, gọi chúng ta là ngụy quân, ngụy quyền, là những đống rác bẩn thỉu cặn bã của xã hội, đánh giặc thuê cho Mỹ, Pháp, Nhật. Ai cũng từng bị Việt Nam cướp của, cướp nhà đầy đọ. Lên tận miền rừng núi để phát triển kinh tế mới, đa số đã ngã quỵ vì không chịu nổi mưa nắng. Cùng cảnh ma thiên nước độc, bệnh sốt, rét rừng, rét lở loét, kiết lỵ mà không có thuốc uống. Cuối cùng những người còn sống kiệt sức và đói bệnh nên đã bỏ rừng chạy ngược về thành. Họ đã trở thành nên vô gia cư và ở bất cứ nơi nào, kể cả nghĩa địa, gầm cầu, chùa chiền, ăn sống phó mặc cho định mệnh. Và bọn công an tới hốt bắt, đưa lên lại dùng kinh tế mới, rồi lại về quốc cuộc về cả làng. Và càng ngày càng có nhiều người vô gia cư sống khắp mọi nơi, nẻo đường, đất nước, trong nghĩa thiên đường, trong xã hội chủ nghĩa thiên đường. Đầu tháng 4 năm 1975, người Mỹ bắt đầu chạy khỏi Nam Việt Nam bằng chuyến bay định mệnh, đưa 250 trẻ mồ côi và 36 nhân viên đi theo săn sóc chiến C5. Đó đã bị tai nạn, chỉ còn 175 em sống sót với một số người lớn may mắn. Tai nạn này đã báo trước sự thảm kịch sắp tới cho làn sóng rời bỏ nước ra đi vì không muốn sống chung với Việt Nam đi, với mấy anh mình. Giết người cướp của, ngày 15 tháng 4 năm 1975, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật cho phép 200.000 dân tị nạn Đông Dương được vào sống trên đất Mỹ. Song song, chính phủ Mỹ cũng mở chiến dịch Proclaim tại Sài Gòn để di tản các công dân Mỹ và 17.000 người Việt có liên hệ mà máu lệ thảm kịch Việt Nam đã khơi nguồn từ đó. Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi hàng ngàn hàng vạn người với đủ mọi phương tiện tiến ra biển Đông để mong được để thắt hạm đội cứu vớt, những chỉ tới ngày 2 tháng 5 năm 1975 thì chấm dứt. Tóm lại, từ tháng 5 năm 1975 tới bây giờ, người Việt bỏ nước ra đi về để tìm tự do và đất sống, hoàn toàn chấp nhận mai rủi một sống chín chết
trong hoàn cảnh bơ vơ tự cứu. Do trên hầu hết những người đến được bờ đất hứa đã phải trả một giá thật đắt. Trong đó có một dạo có hàng trăm nghìn câu chuyện bi thảm, não nùng của thuyền nhân Việt Nam bị hải tặc Thái Lan cướp giết, trôi dạt vào hoang đảo và đã ăn thịt người lẫn nhau để mà sống. Sau khi cưỡng chiếm xong Việt Nam và Bác Hồ, Bác Mao trở mặt nên Việt Nam đã quy tội cho ba tàu Sài Gòn, Chợ Lớn và mối đe dọa rồi đòi Trung Cộng phải qua hốt hết 1.2 triệu người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn về nước, và sự kiện được tàu Cộng chấp nhận phái hai chiến hạm đến hai cảng Việt Nam để nhận người. Nhưng đến cho có mặt chứ tàu Cộng đâu có ngu lãnh đám dân nghèo này về nước để nuôi ăn. Vì vậy nửa đêm nhổ neo rút cầu, âm thầm về nước. Tháng sáng ngày 24 tháng 3 năm 1978, trên khắp các nẻo đường Sài Gòn, Chợ Lớn bỗng xuất hiện rất nhiều xe vận tải chở công an, bộ đội và hàng ngàn thanh niên. Nam nữ đeo băng đỏ trên tay áo theo đài phát thanh của Việt Nam của Sài Gòn thông báo thì đây là chiến dịch đánh tư bản diệt thương gia. Trước đây vào sáng ngày 20 tháng 3 năm 1978 tại Chợ Lớn cũng đã có một cuộc xô xát giữa trăm người Hoa và công an. Việt Cộng mình đọc gì thôi? Chữ VC đi ha. Ok, đọc VC. VC phần đối bắt tính và bắt đi kinh tế mới và đòi được trở về tàu sống với Trung Cộng. Nhưng lần này cuộc bố ráp quy mô không thể bắt những người Hoa chống đối hôm trước, mà là sọc vào từng nhà, các cửa tiệm để kiếm tiền đô la và vàng cất giấu, cũng như kiểm kê tất cả hàng hóa, để kể cả cây chổi ngoại trừ hình bát và lá cờ đảng cờ đỏ sao vàng. Nghe nói lần đó đã hốt của người Hoa 7 tấn vàng và cả mấy bao tiền đô, khiến cho mấy chục người quốc hận phải tự tử chết. Vậy là đã ba bước nhảy vọt chiến thắng tư bản chủ nghĩa, bước lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa ưu việt. Cũng từ đó đã có trên 250.000 người Hoa bỏ nước ra đi. Theo thống kê của cao ủy tị nạn năm 1983, trong số này có trên 50.000 người đã chết trên biển vì sóng gió hải tặc Thái Lan. Đó là riêng người Hoa nha. Lúc mà vượt biên mà người Việt Nam mà cộng chung mấy triệu người á. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam bị VC Hà Nội cưỡng chiếm thì Biển Đông đã trở thành cửa ngõ để đồng bào vượt thoát tìm tự do, nhưng đồng thời biển cũng đã biến thành quả ngục. Và trên hết, đảng VC đã thực hiện được công trình vĩ đại nhất trong việt sử là kỹ nghệ xuất cảng người. Từ cho thuyền nhân vượt biển chính thức cho tới chương trình ra đi có trật tự ODP hồi hương do Mỹ Lai mua vợ bán chồng giả, tất cả các nghiệp vụ trên đều giúp cho tập thể lãnh đạo đảng giàu to nhờ thu vào được nhiều vàng. Tính tới cuối năm 1989, đảng thu vào được 3.000 triệu Mỹ Kim, trong số nhìn vào cát rỡ ngốc ghế tại vì sự thật. Bởi vậy đâu có ngạc nhiên khi biết xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, lại có nhiều tỷ phú đứng hàng đầu nhân loại. Theo sử liệu thì năm 1978 là Việt Nam VC chính thức trục xuất người Hoa ra biển. Đây cũng là thời gian đảng xuất cảng người nhiều nhất. Mà theo thống kê cao ủy tị nạn, số người tạm trú tại các trại khắp Đông Nam Á lên tới 2
192.315 người. Cũng theo tài liệu Hồng Thập Tự Quốc tế thì từ năm 1977 năm 83 có khoảng 290.000 người đã chết hay mất tích trên Biển Đông ngày 15 tháng 1 năm 1990 khi mà Mỹ chuẩn bị bãi bỏ lệnh cấm vận và lập bang giao với VC. Thì tại vùng biển Macon, Cimarron có 11 thi thể phụ nữ Việt Nam tất cả đều trần truồng thê thảm trôi tấp vào bờ. Theo thiếu tá cảnh sát Thái Chapman, người có trách nhiệm lập biên bản khám nghiệm báo chí biết, thì tất cả các nạn nhân có tuổi từ 18-20, họ bị giết sau khi bị hải tặc Thái Lan hãm bức nhiều lần. Đây cũng chỉ là một trong ngàn muôn thảm kịch máu lệ của nhân của thân phận Việt Nam từ khi VC cưỡng chiếm được đất nước. Đã có hàng triệu người chết trong lòng biển khi tìm tới những địa danh sông La, Palu, Bidom, Tanga, Ga Lăng. Có nhiều cái chết của thuyền nhân thật tức tưởi và oan khiên mà không bút mực nào viết cho nổi. Chẳng hạn như tàu của chủ khách sạn là Lộc Hotel ở An Đông chở 500 người đi bán chính thức nhưng đi tới Gò Công bị gài bom nổ chết sạch chỉ tài công và 3 người may sống sót. Tàu Lập Xương đi bán chính thức ngày 2 tháng 1 năm 1979 chở 200 người cũng bị gài bom nổ ngoài biển khi còn một vài người may mắn sống sót được. Tàu Panama cứu đem vào tại trại tị nạn. Đây cũng chỉ là một vài chuyện nhỏ trong hàng ngàn thảm kịch của thuyền nhân đã chịu. Và khi phong trào vượt biển bùng nổ vào đầu năm 1977, năm 1989, người vượt biển tìm tự do ngoài sóng gió bão tố bất thường không biết được, còn chịu thêm cảnh săn đuổi của công an, bộ đội biên phòng và ghe tàu đánh cá quốc dân có trang bị súng máy và súng cá nhân. Nhưng hải hùng nhất là nạn hải tặc Thái Lan. Bọn này rất hung ác tàn bạo. Khi trận bắt thuyền vượt biển, chúng cướp giật hết tất cả tài sản, đánh đập mọi người, hãm hiếp phụ nữ và bắt bỏ những ai muốn trốn. Sau đó để phi tang, chúng nhốt thuyền nhân cho chúng đốt thuyền cho chìm, giết hết đàn ông và bắt đem theo phụ nữ hành lạc cho tàn tạ, đem về đất liền bán cho các động ở Bangkok. Câu chuyện của một chiếc tàu vượt biển lên đến 32 ngày bị hải tặc Thái Lan đánh cướp, chỉ còn có 52 người sống sót thì gặp được chiến hạm USN Dubuque do đại tá Alexander chỉ huy, nhưng bị từ chối không cứu vớt, khiến cho số người trên chết gần hết. Những người sống sót phải ăn thịt bạn bè để cầu xin. Viên đại tá Mỹ do nhân đạo trên bị Bộ Hải quân Mỹ lột chức và truy tố ra tòa quân sự. Cũng cho rằng hàng ngàn câu chuyện đứt ruột của người vượt biển tìm tự do mà nhân loại ngày nay có thêm một danh từ độc đáo, book bible. Giống như trước kia người Do Thái qua cuộc hành trình tìm đường về đất hứa cũng đã làm nảy sinh danh từ Holocaust. Tuy nhiên Holocaust là Đức đó, nó có cái lò thủy tinh mà không đi ngang cái thành khói ấy. Là nó giết người hay hơn vượt biên không? Biên phải chờ mấy ngày nó mới sình lên, còn này qua cái thành khói khỏe hơn nhiều. Tuy nhiên nếu đem so sánh kể cả chuyện người Do Thái bị Đức Quốc xã tàn sát trong Thế chiến thứ hai thì thảm kịch vượt biên của người Việt Nam trên Biển Đông vẫn bi đát hơn. Năm 1945, VC núp trong mặt trận Việt Minh lợi dụng nạn đói Nam Ấp Dậu để tuyên truyền và cướp chính quyền trong tay người quốc gia nhờ vào súng đạn của Mỹ từ năm 1955 năm 1975.
Vichy gây nên cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai và đã cưỡng chiếm được Việt Nam Cộng Hòa nhờ Nixon, Kissinger dàn dựng liên hiệp định ngưng bắn 573, hợp thức hóa sự chiếm đóng của Cộng sản Hà Nội trên lãnh thổ miền Nam ngày nay. Nhiều Vichy lại đem tình thương nhớ quê hương Việt Nam ra khuyến dụ người tị nạn, mong mọi người hòa hợp và giải xóa bỏ hận nước thù nhà. Nhưng Vichy đã lầm, cho dù những con người tị nạn trở về Việt Nam nhưng thực tế hầu hết chỉ vì gia đình, sau đó ai cũng quay lại miền đất tự do để chờ một ngày chính thức được theo gót voi của Quang Trung Đại Đế để giải phóng thủ đô Sài Gòn với Hà Nội. Ngày đó chắc không xa, vì hiện nay cả nước đều biết chế độ ở Việt Nam sụp đổ toàn diện từ ý thức hệ lãnh đạo, kể cả quyền thoại Hồ Chí Minh, cho tới đời sống tinh thần, kinh tế, xã hội, chính trị xét lại của đảng đã minh chứng sự sụp đổ trên. Bỗng thấy thấm thía vô cùng khi nhớ lại câu nói của nhà cách mạng vĩ đại trong thế kỷ thứ 20 là Phan Bội Châu: Tòng lai quốc dân sở dĩ di, đòi chỉ vì hai nguyên nhân: bụng đói và ốc đói. Từ năm 1930 đến 2005, Cộng sản Việt Nam đã đấu Cộng sản Việt Nam đã đấu tranh đẫm máu giết hại triệu triệu người, cũng chỉ muốn đạt cho được mục đích là đưa dân tộc vào con đường cách mạng vô sản, bằng thống trị địa ngục tù, bằng gầy mòn đói khát, bằng áp chế dối gian. Nhưng tất cả ngày nay đã trở thành những chiếc đinh rỉ đóng kín chiếc quan tài đỏ, trong đó có chứa bao nhiêu triệu oan hồn Việt Nam, kể cả những người đã chết đói năm Ất Dậu 1945, những người sinh Bắc Tử Nam, những thuyền nhân chết trên biển, tất cả là những nhân chứng bia miệng ngàn đời bôi đen Việt Cộng trong dòng sử Việt Nam. Thế như là vật này mình không có chính trị chính em. Cái kênh này, Thiên Tấn Kiệt này, là kênh khuyên người ở lành. Và cái mối hàng đó là mình. Nhưng mà vì sắp sửa có chiến tranh toàn cầu đủ gì ở trên nói, thì Kiệt phải đọc lại, tóm tắt lời. Những ai mà không có hiểu về lịch sử Việt Nam á, thì nãy giờ nhiều, nãy giờ tiếng hồ, thì Kiệt đọc hết tất cả từ năm 1920 dài tới thời nay chúng ta, để mà mình có cái sự hiểu. Thì quý vị thấy hồi thời năm 1945 á, tuy là ngoài Bắc chết đói mấy triệu người, nhưng mà tức cười á, là miền Nam là có gạo mà cứu không được ngoài Bắc. Quý vị thấy có buồn không, là vì vận chuyển là không có đi ra tới. Rồi tới năm 78 á, rồi cũng thấy một lần nạn đói nữa. Đó là riêng Việt Nam. Còn ở bên Tàu, Mao Trạch Đông cũng chết 55 triệu người năm 1960. Cũng khoảng thời gian này là 45 tới năm mấy á. Rồi ở bên Nga, Ukraine cũng để khoảng năm cũng 1960 cũng chiến tranh chết 3 triệu người. Thì đa số là chỉ có những nước mà gọi là thể chế vô thần á, của các Mác Lênin á, là chết đói thôi.